sau trận đấu nội bộ kéo dài 75 phút trong chiều ngày 15 tháng 7. Trong buổi tập chiều ngày 16 tháng 7, huấn luyện viên Hữu Thắng chỉ cho đội tuyển U22 Việt Nam tập nhẹ nhằm lấy lại thể lực. Trong phần cuối buổi tập, vị chiến lược gia người xứ Nghệ đã lựa chọn Xuân Trường, Văn Thanh, Duy Mạnh, Quang Hải và Công Phượng tập luyện các bài liên quan đến những tình huống sút phạt trực tiếp. Trong phần này, tiền vệ Lương Xuân Trường đã ghi điểm ấn tượng với huấn luyện viên Hữu Thắng khi cho thấy rất lợi hại trong những tình huống cố định. Theo đó, cầu thủ đang thuộc biên chế của Gangwon FC đã có 4 lần hạ gục thủ môn để đưa bóng vào lưới. Xuân Trường cũng là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trên sân. Theo đánh giá của giới chuyên môn, những tình huống sút phạt của Xuân Trường thường đi vào góc gần nhưng có lực mạnh và quỹ đạo khó đoán, làm bó tay các thủ môn. Ở thời điểm hiện tại, sút phạt trực tiếp đang là một trong những kỹ năng tốt nhất của Xuân Trường. Trước đó trong trận đấu tập nội bộ của U22 Việt Nam chiều ngày 15 tháng 7, Xuân Trường cũng đã lập một siêu phẩm từ tình huống sút phạt giúp đội bóng của mình có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 20. Bên cạnh khả năng sút phạt đẳng cấp của Xuân Trường, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC cũng ghi điểm với huấn luyện viên Hữu Thắng. Thời gian gần đây, Quang Hải thường xuyên được trao cơ hội thực hiện những tình huống đá phạt góc, đồng thời cũng là chân sút trực tiếp lợi hại. Trong phần thực hiện sút phạt chiều qua, cầu thủ của Hà Nội FC cũng đã 3 lần đưa bóng vào lưới. Trong khi đó, dù là một tiền đạo được đặt nhiều kỳ vọng của U22 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2018, tuy nhiên Công Phượng hoàn toàn thua kém những đồng đội của mình như Xuân Trường và Quang Hải trong bài tập luyện sút phạt cố định. Điều này đang khiến tiền đạo thuộc biên chế của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chịu nhiều áp lực. Trong những lần tập trung trước của U22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Văn Thanh không thường xuyên được trao cơ hội trong những tình huống sút phạt. Tuy nhiên trong lần tập trung này, hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai đã được huấn luyện viên Hữu Thắng trao cơ hội và cầu thủ người Hải Dương đã có những tình huống sút với lực rất mạnh và cũng gây nhiều khó khăn cho các thủ môn.